Artemia được xem là thức ăn quan trọng trong sản xuất tôm cá, nhất là tôm giống. Tuy nhiên giá của chúng khá cao. Muốn mua 1 kg trứng khô Artemia phải bỏ hơn 2 triệu đồng. Đắt là vì một số nước trên thế giới chưa nhân nuôi được và tại Việt Nam thì hiện nay cũng chỉ có Sóc Trăng, Ninh Thuận, Bạc Liêu nuôi thành công. Ba địa phương này cũng được xem là nơi nuôi Artemia tốt bậc nhất thế giới. Nhưng mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi không ai nghĩ có thể nuôi được Artemia, lại bắt đầu cung cấp được một lượng Artemia. Còn người nhân nuôi ra chúng mỗi ngày thu về tiền triệu. Họ đã nuôi loài giáp xác này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Artemia là loài giáp xác. Chúng thường sống ở biển tự nhiên hoặc được nuôi trong ruộng muối. Thế nhưng, tại đây khi được nuôi ở nhà, trong những chiếc thau, Artemia vẫn phát triển tốt. Thu nhập cho hàng ngày là cũng trên dưới 2 triệu đồng. Việc nuôi Artemia trong nhà không khó, nhưng khác hoàn toàn với người nuôi ngoài trời về ánh sáng, độ mặn và thức ăn. Vậy ông đã làm cách nào để Artemia phát triển trong điều kiện không phù hợp? Khi biết Artemia chỉ thích hợp sống trong độ mặn từ 20 phần ngàn đến 30 phần ngàn, ông Phú đã sử dụng muối pha với nước giếng. Riêng việc nâng độ pH, ông sử dụng san hô và vỏ hầu. Đây là những loại có thể tạo ra đá vôi. Khi mình nuôi Artemia đó thì mình có tìm hiểu được cái môi trường sống của nó. Nó đòi hỏi cái độ pH như vậy. Mà mình cũng có được biết rằng là cái đá vôi có thể nâng độ pH theo cái yêu cầu của con ạc. Do đó mình sử dụng cái đá vôi để mình nâng độ pH cho nó phù hợp với lại con ạc này. Theo ông, cái khó nhất khi nuôi chúng là việc sử dụng thức ăn nào là phù hợp. Ban đầu, người nuôi sử dụng men bánh mì, bột đậu nành hay bột ngũ cốc, nhưng đều thất bại. Sau khi sử dụng tảo tự gây, ông mới thành công. Cơ sở mình nuôi thì Artemia này là ăn tảo là chính. Thực sự ra nuôi con này thì rất là nhàn. Cái công đoạn mình ấp mà mình thả vô thau rồi đó, thì cái công việc còn lại là mình cho nó ăn. Rồi 4-5 ngày mình phải si phong cái xác của ạc nó lột. Ngoài ra mình không phải làm gì hết. Artemia chỉ cần nuôi sau 28 đến 30 ngày là xuất bán. Đây được xem là loại vật nuôi siêu lợi nhuận. Trung tâm hỗ trợ nông dân thành phố Hồ Chí Minh đang giúp ông Phú xây dựng trang web, thương hiệu, logo và bao bì. Với hy vọng tiến tới sản xuất đại trà, giúp